Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Tâm Bóng Đá. Hôm nay hãy cùng chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu tại vòng sơ loại Champions League 2021-2022 giữa Young Boys và Ferencváros. Những chiến thắng quan trọng gần đây của hai đội bóng đang giúp họ giành được các kết quả có lợi. Đó là lọt vào vòng tiếp theo của vòng sơ loại Cúp C1 và có trận mở màn mùa giải quá ấn tượng. Những tín hiệu tích cực sẽ phần nào giúp cả Young Boys và Ferencváros nhập cuộc chủ động trong cuộc đấu sắp tới. Sau kèo bóng đá Young Boys gặp Ferencváros tại trận vòng sơ loại Champions League 2021-2022, thời gian diễn ra là 2 giờ, ngày 19 tháng 8 năm 2021 theo giờ Việt Nam. Lưu ý, đây là nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi, lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Soi kèo trận đấu Young Boys gặp Ferencváros, phong độ của Young Boys 5 trận gần nhất. Young Boys đang cho thấy phong độ thi đấu ở mức khá ổn với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. 5 lần ra sân gần nhất, đội ghi được 8 bàn và để thủng lưới 4 bàn. Dù số trận thắng, hòa, thua ở mức chấp nhận được, nhưng việc ghi bàn không quá nhiều và để thủng lưới đến 4 bàn khiến người hâm mộ vẫn có một chút lo ngại về lối chơi của đội bóng. Phong độ của Ferencváros 5 trận gần nhất. Ferencváros đang có số trận thua bằng với Young Boys ở trong 5 trận đấu vừa qua. Tuy nhiên họ lại có được 3 chiến thắng và không phải nhận một trận hòa nào. Có thể thấy rằng những trận thua gần đây của đội bóng này là khi họ chỉ cần thủ để giành quyền đi tiếp. Điều này xảy ra ở trận thua 0-1 tối thiểu trước Slavia Praha. Với các nhận định trên thì cửa Ferencváros vẫn có chút nhận được sự tin tưởng từ người chơi. Soi kèo tài xỉu Young Boys gặp Ferencváros. Tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cho hiệp 1 của trận đấu là 1 hòa. Người chơi đặt tài sẽ cược 0.94 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu ăn cược 0.80 nếu trận đấu ra xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 2.5. Người chơi đặt tài sẽ cược 0.98 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu ăn cược 0.86 nếu trận đấu ra xỉu. Trong 5 trận đấu vừa qua, Young Boys có cho mình 2 trận ra xỉu và 3 trận ra tài. Bên kia chiến tuyến, Ferencváros có 3 trận ra tài và 2 trận ra xỉu trong 5 lần ra quân gần nhất. Có thể thấy phong độ ghi bàn của cả hai đội ở mức vừa phải, chưa có cái tên nào có thể chứng tỏ họ sẽ tạo đột biến. Young Boys với hàng thủ cần phải cải thiện rất nhiều và Ferencváros với việc đá trên sân khách thì khả năng kèo xỉu nên được người chơi cân nhắc. Soi kèo nhà cái châu Á. Ở trận này nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho kèo cả trận là 1 hòa, Young Boys nằm cửa trên và chấp Ferencváros 1 trái. Mức chấp này khá bất ngờ khi hiện tại Ferencváros mới là đội có thành tích tốt hơn. Tuy nhiên khi Young Boys được thi đấu trên sân nhà trong thời gian gần đây, họ đang có những kết quả rất tốt. Ferencváros lại đang tạo niềm tin cao hơn bởi những mùa giải gần đây họ tích lũy khá nhiều kinh nghiệm ở đấu trường C1. Vì thế khả năng cửa dưới Ferencváros và kèo xỉu nên được người chơi cân nhắc. Đây là những nhận định của chúng tôi, còn lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi xuống tay. Dự đoán tỷ số trận đấu, Young Boys hòa 1-1 Ferencváros. Trên đây là những nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi. Anh em nhớ chỉ nên xem cá cược là hình thức giải trí, không nên xem là phương thức kiếm tiền đổi đời. Hãy thật sáng suốt trước những lựa chọn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại!